hỏa lưu tinh giáng hạ, thiên tai dị tượng đúng kỳ họp lưỡng hội. Động đất liên hoàn, hỏa lưu tinh giáng hạ trong lúc Trung Quốc họp lưỡng hội. Ông Tập biểu hiện suy nhược, bên trong bên ngoài đang rối loạn, bắt đầu một thời kỳ suy thoái. Quý vị thân mến, rốt cuộc thì kỳ họp lưỡng hội của Trung Quốc sau thời gian dài trì hoãn cũng đã diễn ra và rồi nhanh chóng khép lại với nhiều điều bất thường, đó là nổ bom, dị tượng và hỏa hoạn. Hơn 5.000 đại biểu từ khắp Trung Quốc đã về Bắc Kinh cho các cuộc họp dịp này. Cộng đồng quốc tế cũng theo dõi sát sao các sự kiện nhằm đoán định kế hoạch hành động của Trung Quốc trong năm tới. Bởi lẽ, sự hưng thịnh hay là suy vong của quốc gia đông dân này hiện có ý nghĩa quan trọng với toàn cầu và tất nhiên là bao gồm cả Việt Nam trong đó. Vậy có những điều gì bất thường trong kỳ họp vừa qua của Bắc Kinh? Hãy cùng với Khỏe Tự Nhiên, cùng với Nguyên Ngọc để đàm luận về chủ đề này trong chương trình hôm nay quý vị nhé! Vâng, thưa quý vị, kỳ họp lưỡng hội là bao gồm Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, tức Quốc hội, và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, tức là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Mặc dù ít nhiều đều biết rằng các cuộc họp về chính sách của Bắc Kinh chỉ là hình thức, tuy nhiên nhiều người Trung Quốc và cả quốc tế vẫn quan tâm, bởi qua đây sẽ tiết lộ thông tin về các xu thế, thậm chí là thanh thế của mỗi phe phái, các cuộc chiến nội bộ, từ đó chuẩn bị trước, xem cái gì có thể tránh được thì tránh. Ông Tập biểu hiện lạ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gây chú ý khi bị chộp lấy khoảnh khắc nhăn mặt sau khi uống một ngụm nước tại lễ bế mạc Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc. Vào ngày 11 tháng 3 vừa qua, truyền thông nước ngoài chụp ảnh ông Tập Cận Bình ngồi tại đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh khi tham dự phiên bế mạc đại hội. Khi đưa tay lấy cốc nước và uống một ngụm nước, trên mặt của ông biểu lộ cảm giác bất ngờ, nhăn mặt như thể là uống phải nước nóng. Nguyên nhân chính xác của biểu hiện kỳ lạ này trên khuôn mặt của ông vẫn chưa được biết. Những người xung quanh dường như là không nhận thấy sự thay đổi này. Vào ngày hôm đó, ông Tập mặc vest đen và cà vạt đỏ cổ điển để tham dự các hoạt động lưỡng hội. Kỳ thực thì ngay từ đầu phiên họp, nhiều người đã đồn đoán rằng ông Tập đang bệnh nặng vì cũng có những biểu hiện bất thường trong các cách mà các nhân viên phục vụ cho ông. Tại phiên họp vào năm nay, hai tách trà lại xuất hiện trên bàn trước mặt ông Tập Cận Bình, trong khi những người tham gia khác thì chỉ có một tách trà ở trên bàn. Những năm gần đây, tách trà ở trên bàn ông Tập đã trở thành tâm điểm của truyền thông và dư luận. Tại hai phiên họp năm 2019, 2021 và 2023, trên bàn của ông Tập luôn có hai tách trà. Thế giới bên ngoài giải thích rằng ông Tập đang cố gắng nhấn mạnh địa vị độc nhất của mình thông qua sự khác biệt về số lượng tách trà. Ngoài ra, trước đây thì khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức các cuộc họp, thường là các nữ lễ tân phục vụ trà cho các lãnh đạo. Tuy nhiên thì kể từ khi ông Tập Cận Bình trở thành nhà lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc, những người phục vụ ở hai hàng lãnh đạo đầu tiên đã được thay bởi nam giới. Tại lưỡng hội năm nay, không giống như thông lệ, thông thường là sẽ có những người phục vụ rót nước cho các nhà lãnh đạo. Năm nay thì có một nam bồi bàn phục vụ riêng cho ông Tập. Người phục vụ nam bưng một chiếc khay có đặt tách trà trên đó. Anh ta bước đến gần ông Tập và thay một tách trà trước mặt ông Tập bằng một tách mới. Vào ngày 6 tháng 3, trên The Epoch Times, ông Trần Phá Không, một nhà phân tích chính trị có trụ sở tại Hoa Kỳ cho rằng vấn đề về hai chiếc tách trà này đã thu hút những sự chú ý trong vài năm qua và đã nhận được thảo luận trong và ngoài nước. Ông Tập không cần phải sử dụng sự khác biệt về số lượng chiếc tách trà để làm nổi bật quyền lực của mình, nhưng hai tách trà có công dụng khác nhau. Một trong hai tách là chứa trà, cốc còn lại là chứa thuốc bổ hoặc là thuốc. Lưỡng hội được rút ngắn. Nói về lưỡng hội năm nay của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì đã được rút ngắn đáng kể, chỉ còn một nửa thời lượng ban đầu. Từ năm 1995, thời gian của hai phiên họp của Trung Quốc tương đối cố định, ngoại trừ các cuộc họp liên quan đến tổng tuyển cử thường kéo dài trong khoảng 2 tuần, từ 14 đến 15 ngày. Thời gian của hai kỳ họp trong những năm trước thường kéo dài từ khoảng 10 đến 12 ngày. Tuy nhiên thì năm nay, hội nghị khai mạc vào sáng ngày 5 tháng 3 và lại bế mạc vào chiều ngày 11 tháng 3. Vậy là chỉ kéo dài khoảng 7 ngày. Ông Trần Phá Không cho rằng đây cũng là bằng chứng liên quan đến bệnh tình của ông Tập. Thông thường, thời gian của hai cuộc hội nghị là từ 10 ngày cho đến 2 tuần. Trong thời kỳ đại dịch, việc rút ngắn thời gian diễn ra của hai cuộc họp là do yêu cầu phòng chống dịch. Bây giờ thì đã trở lại bình thường, thế nhưng phiên họp năm nay vẫn được rút ngắn, giảm một nửa so với trước đây. Phải chăng là do sự tùy chỉnh cho sức khỏe của ông Tập Cận Bình, ông ấy chỉ có thể kéo dài được đến mức độ đó?
Bên cạnh đó, việc Bắc Kinh hủy cuộc họp báo của Thủ tướng Lý Khắc Cường sau lưỡng hội, quyết định này có nhiều cách hiểu. Ngoài việc có thể ám chỉ rằng vị trí của Thủ tướng Lý Cường đã bị suy giảm, cũng có thể liên quan đến sức khỏe của ông Tập. Ông Tập vắng mặt tại cuộc họp quan trọng trước lưỡng hội. Theo ông Trần Phá Không, trước lưỡng hội, ông Tập Cận Bình đã hiếm khi vắng mặt tại một cuộc họp mà ông chưa bao giờ vắng mặt trước đây, đó là buổi khai giảng khóa đào tạo cán bộ trẻ tại Trường Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 1 tháng 3 năm 2024. Tình huống này đã đủ để chứng minh rằng tình trạng sức khỏe của ông đã gặp. Trong lễ khai mạc của Trường Đảng Trung ương năm nay, ông Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư thứ nhất, Ban Bí thư đã tham dự và phát biểu thay cho ông Tập. Các phóng viên của The Epoch Times phát hiện ra rằng từ năm 2018 cho đến năm 2023, ông Tập luôn trực tiếp tham dự và có bài thuyết nói trong lễ khai giảng lớp đào tạo cán bộ trẻ và trung niên của Trường Đảng Trung ương. Nhưng năm nay thì lại cử người thay. Có thể ông Tập vắng mặt không phải là vì ông ốm mệt không thể tham dự, mà lý do có thể là để phục hồi sức khỏe. Ông phải duy trì sức khỏe để tham dự các phiên họp của lưỡng hội. Vì vậy, ông Thái Kỳ thay mặt cho ông Tập Cận Bình phát biểu tại lễ khai giảng lớp đào tạo cán bộ trẻ và trung niên tại Trường Đảng Trung ương năm nay. Qua đó, có thể thấy rằng tình trạng sức khỏe của ông Tập Cận Bình đang trong tình trạng đáng lo ngại. Trong suốt thời gian hai cuộc họp diễn ra, ông có dấu hiệu phù nề rõ rệt ở khuôn mặt và đầu, trong khi trước đó đã trải qua giai đoạn gầy gò, thậm chí là suy kiệt. Nhưng gần đây lại xuất hiện dấu hiệu bị tăng cân, đầu bị phù nề. Điều này có thể là biểu hiện của một căn bệnh nghiêm trọng. Việc ông Tập Cận Bình quan tâm và lo lắng quá mức về quyền lực của mình, cùng với sự nghi ngờ và lo lắng sự không trung thành trong nội bộ, không thể phủ nhận là một gánh nặng không thể chịu đựng được đối với ông ở độ tuổi này. Quả cầu lửa rơi ở Bắc Kinh, động đất tại nhiều nơi. Thưa quý vị, trong thời gian diễn ra kỳ họp lưỡng hội của Trung Quốc vừa qua, động đất đã xảy ra ở Tân Cương, Tây Tạng, Cam Túc và Liêu Ninh, đồng thời còn có hiện tượng hai quả cầu lửa gọi là hỏa lưu tinh rơi ở Bắc Kinh. Theo trang mạng địa chấn Trung Quốc, vào lúc 10 giờ 7 phút sáng ngày 5 tháng 3, đúng ngày khai màn lưỡng hội, một trận động đất mạnh 5,3 độ Richter đã xảy ra tại huyện Tạp Đa, Châu Tự Trị, dân tộc Tạng Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải, với độ sâu tiêu cự là 10 km. Trận động đất này được cảm nhận rõ rệt ở nhiều nơi thuộc Châu Ngọc Thụ. Các phương tiện truyền thông của Trung Quốc cho biết, tại huyện Tạp Đa, tâm chấn của trận động đất vẫn chưa báo cáo bất kỳ thương vong hoặc là thiệt hại về tài sản nào. Một ngày trước đó, tức là vào ngày 4 tháng 3 là ngày đầu tiên của lưỡng hội, đã liên tiếp có các trận động đất xảy ra ở Tân Cương, Tây Tạng, Cam Túc và Liêu Ninh. Trong số đó, trận động đất ở thành phố Hải Thành thuộc thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh xảy ra vào lúc 9 giờ tối là trận động đất có cường độ 3,1 độ Richter và có độ sâu tiêu cự là 10 km. Có không ít cư dân mạng Trung Quốc đặt câu hỏi rằng, tại sao gần đây lại có nhiều động đất đến như vậy? Ngoài ra, vào sáng sớm ngày 4 tháng 3, trên bầu trời thủ đô Bắc Kinh của nước này còn liên tiếp xuất hiện hai quả cầu lửa khổng lồ. Chúng phát nổ trong lúc rơi xuống và phát ra ánh sáng màu xanh chói lóa, lập tức thắp sáng bầu trời đêm. Chưa hết, một vụ nổ và một vụ hỏa hoạn đã xảy ra nối tiếp nhau tại các tòa nhà ở tỉnh Giang Tô trong thời gian này. Vụ nổ xảy ra tại tòa nhà chính quyền thành phố Trương Gia Cảng, tỉnh Giang Tô vào ngày 7 tháng 3. Song song với đó là một đám cháy đã bùng phát tại tòa nhà Sở Công an tỉnh Giang Tô. Những hình ảnh từ hiện trường vụ nổ cho thấy khói trắng dày đặc bốc lên từ tiền sảnh của tòa nhà Đảng ủy và chính quyền thành phố Trương Gia Cảng. Hệ thống kính và khung cửa ở khu vực tiền sảnh của tòa nhà này bị hư hỏng nặng do vụ nổ. Một bình chứa khí ga hóa lỏng bị biến dạng cũng được nhìn thấy nằm lăn lóc bên ngoài tiền sảnh. Một bức ảnh, một tờ rơi được đăng trên mạng có nội dung rằng: "Tôi đã đánh bom tòa nhà chính quyền thành phố Trương Gia Cảng. Tôi đề nghị trừng phạt các quan chức tham ô, đồng thời trả lại nhà máy, nhà riêng cho tôi và điều chỉnh lại những đối xử bất công khác đối với tôi. Tôi đang chờ để tự thú." Tên và số thẻ căn cước công dân của người này cũng được in trên tờ rơi. Hỏa hoạn tại trụ sở công an tỉnh. Cùng ngày 4 tháng 3 thì có thông tin được tiết lộ trên nền tảng mạng xã hội X rằng một đám cháy lớn đã bùng phát tại tòa nhà Sở Công an tỉnh Giang Tô ở thành phố Nam Kinh và khói bụi dày đặc đã bốc lên từ tầng cao nhất của tòa nhà. Theo các video đăng trên mạng, bên ngoài cổng Sở Công an tỉnh Giang Tô, một số xe cảnh sát và xe cứu hỏa đã đến hiện trường, xung quanh là những người dân đang quan sát sự việc.
các tài khoản trên nền tảng mạng Weibo của Trung Quốc đã đăng tải hình ảnh và video về vụ hỏa hoạn này. Nhưng những thông tin đó nhanh chóng bị xóa và các chủ đề liên quan đến hỏa hoạn ở Sở Công an tỉnh Giang Tô cũng bị chính quyền chặn, không thể tìm kiếm được trên mạng xã hội. Tính đến thời điểm bản tin này được phát hành thì các quan chức Nam Kinh vẫn chưa thông báo cho công chúng bất kỳ thông tin liên quan đến vụ việc này. Hai vụ việc xảy ra trong cùng một ngày trùng với thời gian diễn ra kỳ họp quan trọng của Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Ông Lý Mộc Dương, một nhà bình luận thời sự khác ở Hoa Kỳ, cho biết trong một chương trình trò chuyện News Insight của mình rằng vụ nổ tại tòa nhà chính quyền thành phố Trương Gia Cảng có thể là phát súng đầu tiên báo hiệu cuộc nổi dậy của người dân Trung Quốc chống lại chế độ chuyên chế kéo dài hàng thập niên này. Chưa hết, vào ngày 10 tháng 3, một video ghi lại cảnh một chiếc xe đậu ngay bên ngoài Trung Nam Hải giữa đêm khuya và người tài xế bị lôi đi trong lúc la hét, chống cự đã lan truyền nhanh chóng. Với an ninh chặt chẽ ở Trung Nam Hải, một ký giả hoài nghi rằng người tài xế này không phải là một người dân bình thường. Năm nay, các biện pháp an ninh trong kỳ họp lưỡng hội là chưa từng có. Số lượng sĩ quan mặc thường phục tập trung trước cổng Tân Hoa Môn tại Trung Nam Hải đã tăng hơn gấp đôi. Xe công an đậu ở mọi ngã tư dọc theo đại lộ Trường An. Vì sao vẫn có chuyện này xảy ra? Thưa quý vị, văn hóa truyền thống Trung Hoa tin rằng thiên nhân hợp nhất, thiên nhân cảm ứng, tức là khi trời đất có biến đổi gì thì toàn bộ hình thế xã hội sẽ thay đổi theo. Dân gian Trung Quốc cho rằng hỏa lưu tinh, tức là quả cầu lửa rơi xuống là điểm xấu, có thể là báo hiệu về cái chết của nhân vật quan trọng, hoặc là chiến tranh, hoặc là bất ổn xã hội, hay là các thảm họa khác. Hai quả cầu lửa rơi ở Bắc Kinh vào ngày đầu tiên của kỳ họp lưỡng hội, nhưng các phương tiện truyền thông của Trung Quốc hầu như là không đưa tin. Tuy nhiên, trên mạng xã hội Trung Quốc, đoạn video về những quả cầu lửa này đã được lan truyền rộng rãi. Việc chính quyền Trung Quốc cho hủy cuộc họp báo sau lưỡng hội của Thủ tướng vốn đã thành thông lệ trong 30 năm nay đã gây xôn xao ở cả trong và ngoài nước Trung Quốc. Ông Nhan Thuần Câu, một nhà truyền thông có thâm niên cho biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang gặp rắc rối ở cả bên trong lẫn bên ngoài, tình hình ngày càng xấu đi. Việc không tổ chức cuộc họp báo của Thủ tướng là một tín hiệu cho thấy quyền lực này đang đi đến hồi kết. Vâng, quý vị thân mến, người Trung Quốc dường như cũng cảm nhận được điều này. Có nhiều tỷ phú đã tìm cách rút tiền để tháo chạy khỏi Trung Quốc. Nhiều người khác cũng chuẩn bị cho hồi kết triều đại hạ màn, dự trù cho ngày thượng thiên tìm những kẻ hành ác để trừng phạt. Vâng, và chương trình hôm nay cũng xin được tạm khép lại tại đây. Quý vị có bất cứ bình luận nào, hãy để lại cho chúng tôi biết quý vị nhé. Chúng tôi là chương trình Khỏe Tự Nhiên. Xin kính chào và hẹn gặp lại.